Theo kế hoạch số 409 ngày 28 tháng 1 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh, kể từ ngày 14 tháng 2 năm 2022, các trường học trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức đón trẻ mẫu giáo 5 tuổi và học sinh khối tiểu học trở lại trường học trực tiếp. Sau đây là ghi nhận của phóng viên báo Tây Ninh phản ánh về công tác chuẩn bị của các trường trên địa bàn thành phố Tây Ninh cho ngày đón trẻ trở lại trường. Những ngày qua, cán bộ, giáo viên và nhân viên các trường mầm non Hoa Cúc và trường mầm non Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh tất bật thực hiện tổng vệ sinh, khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trường lớp. Các phòng học, nhà vệ sinh được lau dọn sạch sẽ, dụng cụ đồ chơi cho trẻ được vệ sinh khử khuẩn cẩn thận. Các trường cũng bố trí dán các bảng thông báo tuyên truyền, nhắc nhở trẻ và phụ huynh thực hiện tốt các quy định về phòng chống dịch bệnh. Nhà trường cũng chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện về cơ sở vật chất, trang bị đầy đủ máy đo thân nhiệt, các vòi nước rửa tay trong và ngoài lớp học, dung dịch rửa tay, sát khuẩn, bố trí phòng cách ly và thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch trong nhà trường. Ngoài ra, các trường lên kế hoạch cụ thể cho việc đón trẻ khi tới trường cũng như kết thúc ngày giao trả trẻ cho phụ huynh, đảm bảo các tiêu chí an toàn phòng chống dịch bệnh tại trường. Ban giám hiệu trường đã chủ động thực hiện một số công tác như là vận động tất cả các cái đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên tập trung vào trường lớp để vệ sinh trường lớp và trang trí đảm bảo với công tác trường học an toàn để phụ huynh học sinh yên tâm đưa các con quay học trở lại. Thì ban giám hiệu nhà trường sẽ điều chỉnh cái kế hoạch thực hiện chương trình giáo dục mầm non phù hợp với lại thời điểm và những cái kiến thức mà cốt lõi, kỹ năng để chuẩn bị tâm lý cho các bé lớp 5 tuổi vào trường tiểu học. Phụ huynh đưa trẻ đến trường thì nhà trường cũng yêu cầu là đo thân nhiệt trước khi vào lớp. Phụ huynh và trẻ thực hiện việc đeo khẩu trang từ nhà đến trường. Việc đón trẻ là trực tiếp tại lớp, thông báo cho phụ huynh ra về, không tập trung ở sân trường. Sau cái giờ đón trẻ thì mỗi giờ đón trẻ thì giáo viên vệ sinh lớp, tổng vệ sinh và chà rửa các cái vật dụng cũng như là các cái khu vực mà trẻ thường hay tiếp xúc hàng ngày sau khi trẻ hoạt động. Rồi bố trí sắp xếp cái vị trí ngồi ăn như thế nào cho nó phù hợp với cái khoảng cách nhất định và trẻ là ngồi có một cái khoảng cách. Và trong chăm sóc cái giờ ngủ thì tổ chức và sắp xếp cái giờ ngủ là đảm bảo khoảng cách là trẻ nó không chạm vào nhau và vệ sinh đồ dùng hàng ngày sau khi trẻ chơi xong. Rồi tổ chức các hoạt động, bên cạnh đó thì cũng tổ chức các hoạt động là tăng cường thể lực để cho trẻ có một cái sức khỏe, có cái sức đề kháng để cũng nhằm chống lại các cái bệnh tật. Còn tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố Tây Ninh, hiện các trường đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, trang thiết bị, đảm bảo an toàn để đón các em học sinh quay trở lại trường học trực tiếp. Đặc biệt, các trường đã chủ động xây dựng các phương án kịch bản chi tiết cho ngày đón trẻ trở lại trường vào ngày 14 tháng 2 năm 2022, cũng như phương án ứng phó khi có trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Bên cạnh đó, các trường tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến các em học sinh và phụ huynh. Qua đó, phối hợp thường xuyên nhắc nhở các em chấp hành nghiêm quy định về phòng chống dịch, đeo khẩu trang, khử khuẩn, hạn chế tiếp xúc khi quay trở lại trường học. Thì nhà trường sẽ đưa ra cái kịch bản phân công chi tiết cụ thể là ngay đầu tuần của ngày 14 tây. Thì thứ nhất là để đón tiếp học sinh thì yêu cầu phụ huynh hoặc người đưa đón học sinh là không vào khuôn viên của trường là khi đưa học sinh đến trường. Rồi rửa tay khử khuẩn cho học sinh bằng dung dịch sát khuẩn. Rồi tiếp theo là nhà trường sẽ đo thân nhiệt. Rồi các em mà có thân nhiệt bình thường như là dưới 35 độ rưỡi thì học sinh được vào lớp theo hướng dẫn của nhà trường. Tuyên truyền, thứ nhất là mỗi lớp là đều có một cái Zalo group của lớp. Thì bên cạnh ban giám hiệu thì tuyên truyền là trên cái website của nhà trường. Rồi có cái group fanpage của trên Facebook thì đến cho tất cả các bậc phụ huynh. Là ngoài ra còn cái thông tin trên sổ liên lạc điện tử á, thông báo tuyên truyền cho phụ huynh là phụ huynh phải nhắc nhở các cháu đến trường thì phải đảm bảo 5K và thực hiện là phòng chống dịch, an toàn của phòng chống dịch COVID-19. Cái chỗ ngồi á, thì ngay từ đầu là nhà trường đã sắp xếp bàn ghế giãn cách tối đa có thể
thì để cho các con ngồi là khoảng cách tối thiểu là 1 mét cho đến 2 mét, thì cố gắng sắp xếp chỗ ngồi, đồng thời là hạn chế trong quá trình học thì không tổ chức hoạt động thảo luận để các con quay lại để nói chuyện với bạn, cũng như là giáo viên chủ nhiệm sẽ thường xuyên có mặt tại lớp để quản lý học sinh lớp mình, để giúp cho các con là hạn chế việc tiếp xúc gần với các bạn, thì giúp cho cái việc học của các con là làm sao mà để các con học tập một cách tốt nhất. Thì khi mà có trường hợp mà học sinh mà nghi nhiễm, ví dụ như khi mình đo thân nhiệt mà các em có biểu hiện sốt, thì nhà trường có một cái phòng cách ly riêng, có nhân viên y tế, thì sau khi đó mình một đó là mình sẽ theo dõi thân nhiệt của các con tiếp theo, rồi sau đó nếu như các con tiếp tục ho sốt nữa, sốt rồi ho, thì tiếp tục nhà trường sẽ báo lãnh đạo phòng giáo dục cũng như là lãnh đạo địa phương để có biện pháp xử trí kịp thời. Sau khi có kế hoạch của Sở Giáo dục Đào tạo về kế hoạch dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, thì phòng giáo dục đào tạo thành phố chúng tôi xây dựng liền cái kế hoạch số 10 để hướng dẫn tất cả các trường học tổ chức dạy học trực tiếp sau khi dạy học trực tuyến vào ngày 14 tháng 2 này. Trong đó thì các cái nội dung xây dựng đảm bảo cái độ an toàn cao nhất cho người dạy và người học. Chúng tôi cũng chỉ đạo cho các trường thực hiện các cái nội dung quy định về trường học an toàn trong phòng chống dịch. Đồng thời cũng chỉ đạo cho tất cả các trường học đảm bảo các cái điều kiện cho các con khi đến trường phải thật là an toàn, và phối kết hợp với y tế địa phương để xây dựng một cái phương án cụ thể, một cái kế hoạch cụ thể khi các con đến trường học trực tiếp và có phương án xử lý khi có dịch bệnh xảy ra. Sau khi xây dựng và triển khai kế hoạch này thì phòng dục chúng tôi tăng cường sự kiểm tra, giám sát và hỗ trợ cho tất cả các trường mầm non và tiểu học trên địa bàn để thực hiện đúng theo kế hoạch và các cái phương án để tạo một cái môi trường học tốt nhất, an toàn nhất cho các con ngày 14 tháng 2 này học trực tiếp trở lại. Theo số liệu báo cáo của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tây Ninh, qua lấy ý kiến cho học sinh trở lại trường học trực tiếp, hầu hết các phụ huynh đều đồng ý cho con em đến trường với tỷ lệ phiếu đồng ý khá cao. Ở bậc học mầm non, trẻ mẫu giáo 5 đến 6 tuổi có 1.195 phụ huynh của trẻ đồng ý, chiếm tỷ lệ hơn 53%. Còn ở bậc tiểu học có hơn 75% ý kiến phụ huynh đồng ý. Số ít phụ huynh chưa đồng ý vì phụ huynh còn băn khoăn khi các em chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Thì, theo cá nhân mình nghĩ thì khi mà nhà nước hoặc là bên sở giáo dục nhà trường đã đưa ra những cái thông báo, tức là đã có những sự cân nhắc nhất định và tốt nhất cho các cháu, thì nhà nước cũng như là các sở ban ngành người ta mới đưa ra những quyết định đó. Về phần của mình thì đồng ý cho các cháu đi học, thì song song đó mình cũng sẽ là sinh hoạt với các cháu để giữ gìn tốt theo những cái tiêu chí như 5K của Bộ Y tế đưa ra, phối hợp với nhà trường cùng với các cơ quan để cùng nhau trong cái bình thường mới, mọi người nó đều có cuộc sống tốt hơn, như là các cháu nó được hòa đồng và quan trọng là nó học hiệu quả và nó vui ha. Trong thời gian vừa rồi nghỉ dịch thì bé cũng rất mong muốn đến trường để học, thì qua cái thời gian này mà thứ hai này là ngày để mình vô lớp để học thì con rất háo hức, và chính mình đây cũng rất háo hức, rất là vui sướng và cảm ơn cái chủ trương của đảng để mà nhà nước đã giúp đỡ để con em được học hành để tốt hơn, trực tiếp dù gì cũng là tốt hơn là trực tuyến. Chất lượng thì về cái nó sao bằng trực tiếp được, nhưng mà thấy trong cái thời điểm này nên phải học là trực tiếp, tại vì dịch cũng đã đẩy lùi rồi thì nên học trực tiếp là hay hơn hết. Khi mà con nghe tin được nhà trường thông báo sẽ đi học lại, con cảm thấy rất là vui. Tại vì ở nhà học online thì cái tổn thương mắt không có tốt. Khi con học trực tuyến, con cũng hiểu bài nhưng mà con không có hiểu bằng khi học trực tiếp. Cũng theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo, đối với trường hợp cha mẹ học sinh chưa đồng thuận cho học sinh đến trường học trực tiếp, học sinh tiếp tục học trực tuyến, học trên truyền hình, giao bài tự học theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Để đảm bảo an toàn cho trẻ quay trở lại trường, bên cạnh sự nỗ lực, chuẩn bị chặt chẽ của ngành giáo dục, thì rất cần sự phối hợp tích cực từ phía phụ huynh học sinh, thường xuyên quan tâm,
nhắc nhở con em tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch tại nhà trường và ngoài xã hội, giúp các em học tập đạt hiệu quả và an toàn.